con ngủ nha. Cũng trong người ta gió đưa trắng thì trắng đưa gió trắng lặng rồi gió ơi sao khóc hoài vậy? Ngủ đi mà. Nó khóc vì mẹ nói cứ đuổi ba nó hoài. Ào ào ào, ăn cơm của ba. Nói mẹ đừng đuổi ba nữa nghe con. Ông không chịu nghe em sẽ có chuyện đó. Ông vắng nhà đã 3 ngày rồi, lẽ nào mà bà không biết? Ông hoài. Con mình đã 3 tuổi rồi mà em cứ gọi ba của nó là ông. Nó giận cho coi. Sửa lại đi rồi anh về. Thì ông thì anh về đi. Ông Tư đã đem xuồng ra rồi kìa. Ngủ đi con. Nè con ngủ nha, giỏi nha. Rồi con ráng ngủ đi để cho ba con về nhà. Liễu à, anh không về đâu. Ông quên. Anh nói gì vậy? Sao lại không về? Anh nói thật đó. Liễu, tụi mình hãy bồng con trốn đi thật xa nghe em. Hả? Trốn đi? Phải. Anh không thể xa con xa em được nữa. Không, không được đâu. Anh đừng có liều lĩnh. Anh còn vợ con, còn danh giá gia đình. Đừng vì một phút bốc đồng mà sau này ân hận. Không, anh không bao giờ ân hận. Liễu ơi, bao nhiêu năm sống trong cửa cao lầu rộng, kẻ hạ người hầu, chẳng êm nệm ấm, mà anh tưởng như đang sống trong chốn lao tù, bốn bề giam thân, chỉ nghe bên mình những tiếng rầy la trách mắng. Trời ấm tình yêu. Vì người ta với anh chẳng hề yêu thương. Nhưng mà bao năm đã sống chung nghĩa tình bên sinh nghèo đem thân đi ở rề. 10 mấy năm làm kẻ thực lọc chi thế, trăm bề tuổi nhục anh có hơn gì em mà phân biệt sang hèn. Anh đã
và chân thành. Từ lúc em mới vào nhà hầu hạ, chung nước chén trà vắng mùng sữa vui. Từ ánh mắt làng môi em đã làm rung động tim tôi. Bắt đầu gần nhau tuy trong một cơn say, nhưng nó cùng bộc phát từ buổi đầu rung cảm. Hãy nghe anh đừng đắn đo chi nữa, chồng vợ cha con hãy rời bỏ nơi đây cùng dựng xây một tổ ấm gia đình. Anh Lợi nè, làm sao mà xây dựng tổ ấm gia đình? Hãy sống thật một chút đi anh. Bà nhà là con nhà trăm anh đại khác, nên quen bắt nạt kẻ dưới tay. Nhưng bà rất thương anh. Hơn nữa, địa chỉ danh gia của bà, không bao giờ bà hiểu thua một đầy tớ gái mạt hạng như em. Rồi đấy, xâm xe của rượu sẽ phủ lên đầu em, mà anh không che chở nổi. Xin hãy cho mẹ con em được bình yên trong mái tranh nghèo. Ở đây có khu đất nhỏ, ông Tư trồng trọt chăn nuôi, còn em Mai thuê giá mướn cũng đắp đổi qua ngày. Em hứa với anh nuôi con đến ngày khôn lớn, bảo nó quay về tìm nguồn gốc của ông cha. Suốt đêm rồi, chim cú kêu mãi bên nhà, em hồi hộp lắm. Anh đi mau đi anh. Tội nghiệp cho em quá. Con hồ ly lớn gan, bữa nay mày biết tay tao. Ôm nó lại. Ông ơi, ông đừng có dùng vậy là chết con đó. Tao rạch nát mặt mày cho mày, mày tỏn nha mày. Ông Tư, mày dám giết chồng tao. Ông Tư ơi, mày lấy chồng tao. Ơi, cứu con ông Tư ơi. Qua mặt tao nữa. Bà ơi, cô lại bà. Cô lại bà. Mình xin hãy nương tay, xin đừng sát hại kẻ vô phần. Tôi tình là bởi do tôi, chớ người ta đâu dám xúc phạm đến bà. Trần lôi đình tôi xin gánh chịu mình tôi, chớ dập dùi chi một mảnh hồng nhan. Chiều sơ xác phủ phàng, có bề nào bỏ lại đứa con côi. Trời ơi là trời, vì một con nhỏ ở mà quỳ lại van xin. Nhục ơi là nhục, nhục ơi, mày thấy nhục chưa? Trời ơi, tao giết mày, tao giết mày. Bà ơi, tôi gian bà. Dù sao mau quyết ông đã tạo, xin bà mở lượng hiếu sinh, để đứt lại cho cậu bình, cho nó sống mà nuôi con. Không, không được. Ông thương con ông thì ông hãy làm tròn bổn phận, cứ mang nó quay trở lại nhà mình. Còn với con hồ ly này, tôi quyết định không tha. Liễu, cái nhan sắc của mày đã làm cho tan nát gia đình tao. Tao phải hủy bỏ nó đi. Bà, ông làm cái gì vậy? Tôi lại bà. Bà tha cho Liễu. Tôi thề sẽ không bao giờ dính líu đến Liễu nữa. Tôi về nhà đây. Bà ơi,
bao nhiêu đã đủ rồi, bà tha cho nó đi bà. Vô. Dạ. Mày ẵm thằng nhỏ về nhà cho tao. Đừng, đừng bắt con tôi. Bà ơi xin bà hãy giết, giết con đi, chớ đừng để cho con mẹ phải chia lìa. Con xin chịu mỗi tham hình mà không tiền quán trăng. Con ơi con. Con hãy nghe ông chịu khổ xa con, còn hơn là chịu mọi thảm hình. Mày là cướp chồng, cướp hạnh phúc của người ta. Con xa mẹ, nhưng mà còn cha là tốt rồi. Liệu tội mày cướp chồng tao, tao giết mày cũng còn được, nhưng mà tao tha cho mày, tao tha cho mày. Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Để con cho mày nuôi hả? Mày nuôi để ổng còn có con đường lui tới nữa hả? Đừng có hòng. Còn ông chưa chịu đi, chưa chịu đi sao? Ông tưởng tôi không dám làm hả? Không dám làm phải không? Đi 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 mau đi ông ơi. Đi đi. Con tôi, con tôi đâu rồi? Nếu con không nghe ông thì ông không dắt con đi chơi nữa đâu. Con nghe ông rồi, rồi con ăn xong rồi lau miệng đàng hoàng rồi nè. Ông biểu con đừng ôm cái gói nữa. Nói là con của con, sao ông lại biểu bỏ nó? Con không có bỏ đâu, con không có bỏ đâu. Thằng em con có con ở đây nè, nó lớn rồi. Nó lớn rồi. Ông nói gạt con. Ông không gạt con đâu. Giờ con ngồi đây chờ ông. Ông kêu nó ra cho con nha. Dạ.
Con biết không, ông ngoại làm như mắt khùng vậy đó. Con còn nhỏ hiếu gì mà cứ nói con lớn hoài à. Có ai ở nhà không? Trời, ông Tư. Hội hả? Hội. Dạ, con là ông Tư à. Ông Tư ơi, mấy năm nay ông ở đâu vậy? Ông có hai bà chủ mất không? Có, ông có nghe. Ông chủ với hai cậu đâu rồi? Ông ngồi nghỉ chút đi. Ông chủ dắt hai cậu lên Sài Gòn rồi. Trời đất, lên Sài Gòn. Rồi nhà cửa ruộng đất bỏ cho ai coi anh đi? Đâu còn gì đâu ông Tư. Lúc bà chủ mất rồi, chỉ còn mảnh ruộng ở đầu trên. Còn bao nhiêu thì bà đã gán cho chủ nợ. Có còn gì đâu, không tiền không bạc ông liền bán luôn. Chỉ chừa có khoảnh đất này, ông biểu tia con về ở giữ nhà cho ông đi tìm kiếm việc làm nuôi hai con ăn học. Mong sau này có một tương lai. Vì bấy lâu ông không tròn bổn phận, đối với gia đình con vợ cùng không. Từ ấy đến nay con có biết tin ông chủ có lần nào về thăm xứ sở? Con nghe nói là ông chạy taxi. Ông già hai con mướn nhà ở khu lao động. Nhưng con làm sao đi được? Nghĩ thật tội nghiệp. Mới mấy năm mà tan tóc phủ đầy nơi đây. Người đang điên loạn còn kẻ xứ người lòng đông. Ông nói vậy là sao? Chỉ liệu thế nào? Chỉ có bình an khi bị mất con mình. Con Liễu thì hồi nào tới giờ nó vẫn ở bên ông? Bao nhiêu năm nay ông với chị Liễu tiền bạc đâu mà sống với ông Tư? Ông còn giữ số tiền của bà chủ cho, rồi về năm căn theo em Út làm mắm, cũng có để dành được chút đỉnh. Nếu nó không bệnh hoạn thì cũng đắp đổi qua ngày. Con có điều thắc mắc muốn hỏi ông. Ông Tư ơi, ông với chị Liễu không có bà con dính líu gì, sao ông lo cho chị dữ vậy? Tại vì ông có tội với nó. Đêm đó ông thấy ông chủ với nó mà ông không can thiệp mới ra nông nổi. Giờ nó thân tàn ma dại thì ông phải lo cho nó chứ sao. Bây giờ chị ở đâu? Chị bị sao rồi? Con Liễu nó còn theo ông. Dạ. Nó đó. Giờ con Liễu nó vậy đó. Tối ngày nó ôm cái gối mà ca mà hát. Trời ơi, ông Tư ơi, con thật không ngờ. Chị Liễu ơi, cùng một kiếp nghèo mà tôi và chị Du đã a tòng hại chị ra nông nồi. Giờ đây có ăn năn sám hối thì trời Phật cũng chẳng dung những kẻ độc ác vô tình. Con đừng trách ai và cũng đừng tự trách mình. Phận tôi tớ thì làm sao dám cãi. Chính ông cũng đã a tòng hại đời con Liễu phải quan khiên. Chị Liễu, chị hãy tha tội cho tôi. Con chị đã lớn rồi, chị hãy tỉnh lại để tìm gặp nó. Mày là con tao, mày là bé An à? Không,
mẹ ơi, con tôi đã lớn rộn rồi. Tao nhớ rồi, tao nhớ ra rồi. Mày, mày ôm bó dây để trôi. Ông ta, tao nhớ hoài nhớ. Quỷ bay đã phân vỡ ré. Chồng không một chút thương. Tình đã rạch nát mặt. Tao còn bắt con. Tao, trời ơi, nó khóc nè, nó la nè. Mày có biết không? Mày có biết là tao kiếm được nó rồi nè. Ô, nín đi con, nín đi con nha. Con sẽ ở bên mẹ suốt kiếp suốt đời. Tụi bay đừng có hòng mà bắt được con tao. Chị Liễu, chị nghe em nói nè. Đừng lại gần tao. Tao sợ lắm, cái đồ quỷ sứ đừng lại gần tao. Thôi con, vô đi, để ông dỗ nó. Rồi ông Tư và chị đi đâu? Có lẽ ông phải đưa nó lên Sài Gòn chữa bệnh. Không, tôi nói tôi không có đi chữa bệnh đâu mà. Tôi về nhà. Ông sẽ đưa con về nhà. Đi con. Con vô nhà nghỉ đi, ba chạy thêm mấy cuốc nữa mua đồ ăn trưa luôn. Ba ở nhà một bữa đi ba. Hôm nay con có chuyện muốn bàn với ba. Có chuyện gì chiều trưa hãy nói được không? Không chạy thì tối cũng phải đóng đủ tiền xe cho người ta, uổng lắm con. Anh hai muốn bàn chuyện quan trọng với ba. Ba nghỉ một bữa đi ba. Tụi bay thiệt. Đâu, nói ba nghe coi. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Ba, con không muốn ba chạy taxi nữa. Không chạy lấy gì mà ăn? Lấy gì cho thằng ăn ăn học nè? Con đã ra trường rồi. Dạ, con cũng có việc làm rồi ba à. Mới ra trường đã có việc làm rồi? Dạ. Con giỏi quá vậy Bình. Thưa ba, con thú thật với ba chuyện này. Ba đừng rầy con nghe ba. Hồi nào giờ ba có rầy la tụi bay đâu mà rào đón. Có gì thì con cứ nói đi. À, có phải mày muốn vợ rồi phải không? Ba chọc con hoài à. Để con nói ba nghe, con có bạn gái rồi. Ba nói không sai mà. Cô ấy tên Diễm, học cùng lớp với con. Cổ là cháu ruột của bà chủ đồn điền. Cô ấy không còn nên rất cưng yêu Diễm. Trong lúc con tới lui cô cũng tỏ lòng thương mến. Muốn cha con mình lên ở nhà cô và làm việc tại đồn điền. Cô ấy muốn gả chị Diễm cho anh Bình nên muốn bàn với ba đó. Ngày xưa ba đã gửi thân cho quê vợ, giờ đến lượt thằng Bình lại nối tiếp theo. Người ta không có ý khi người họ rất hiền lành dễ thương. Hôn nhân là hạnh phúc suốt một đời, con cứ tự mình tính toán. Con lựa chọn rồi thì ba sẽ đứng ra cưỡi hỏi cho con. Nhưng ba không đi đâu. Ba phải chạy taxi để sống và lo cho thằng An ăn học nữa. Ba,
Nếu ba không chịu theo anh hai thì con xin ba cho con nghỉ học đi. Con kiếm việc làm, chứ không thể để ba cực nhọc về hoài, con sốt ruột lắm. Nè nè, tụi bay định áp lực với ba phải không? Bình an, ba chạy taxi có gì đâu cực nhọc. Mà có chăng nữa, cũng hơn là kiếp ở đậu ăn nhờ còn cực nhọc hơn. Ba, ba có ăn nhờ ở đậu với ai đâu mà ba cho là nhục. Lên trên đó con sẽ làm việc, có nhà cửa riêng. Con sẽ lo cho ba được thông tha. Cực nuôi con đến ngày khôn lớn, đến giờ này ba cũng nên cho con được báo đền cúc dục thăm ân. Ba ơi, con yêu Diễm trọn lòng mới tính việc hôn nhân, xin ba thương con chấp nhận rồi cùng con rời bỏ nơi này. Nếu ba chẳng chịu đi thì con phải cam đành cho tình con tan vỡ. Chứ ba nghĩ xem, con cưới vợ vào, trông coi một đồn điền cao su lớn như vậy, mà cha lại là người lái taxi, thì làm sao con chịu nổi miệng đời mai mỉa. Tài xế taxi tài xế taxi thì sao? Con giống hệt như mẹ con, lúc nào cũng sợ lo cho danh giá. Ba nhắc đến mẹ làm cho con nhớ đến một việc khác. Có phải ba muốn sống riêng với thằng An, đứa con mà ba yêu quý nhất trên đời? Cùng một cuộc máu xăng đôi, sao con lại nghĩ này nghĩ nọ? Thôi được, con muốn sao thì ba sẽ nghe như vậy. Con cứ lựa ngày cho ba gặp cô của Diêm, bàn hôn lễ xong rồi sẽ tính việc dời đi. Con cảm ơn ba. Bây giờ mọi việc vẫn như thường. Ba chạy xe, con đi đâu thì đi. Thằng An lo nấu cơm, chiều gặp lại. Vậy ba chở con ra bến xe đi ba. Nôn nóng dữ vậy sao? An ơi, ra đóng cửa. Ba đi với anh hai con à? Dạ. Con nhìn cái gì mà trân trối vậy An? Dạ, con nhìn con chim ở trong tổ, nó đang mớm mồi cho con nó ăn. Ba, ba coi nè, cảm động sao á. Loài chim muông nó cũng có tình thắm mẫu tử chứ con. Con có nhớ sự tích chim thiên nga? Lòng ngực nát tan, chán hòa mau
còn thâm thiết đậm đà. Nhưng bởi sao tình cảm con người từ thuở ấu thơ con khát khao tình mẹ. Con đừng có nói bậy bạ, anh hai con nó nghe được nó lại rầy la đó. An, giờ này mày chưa chịu đi học còn ở đó rì rầm to nhỏ gì với ba đó hả? Thưa anh hai, hôm nay em được nghỉ. Nó chỉ tao tổ chim ở trên cây kìa. Nó thấy chim mẹ mốm mồi cho chim con ăn. Nó biểu ba coi chứ có gì đâu mà to nhỏ. 18, 19 tuổi rồi mà mày còn chỉ tổ chim cho ba là nghĩa làm sao? Không lẽ ba trèo lên đó để lấy cho mày? Ba chịu nó riết nên nó hư đốn đó. Học hành gì mà cái mặt cứ bờ bờ. An, con lo vô học bài đi. Dạ. Bình nàng giàu gì nó cũng là em ruột của con mà. Sao con cứ hằng học chẳng thương ba con đấy mà tuổi con đã như vậy. Nghĩ đến lúc ba chết rồi không biết nó sống làm sao. Xin lỗi ba, không phải con ghét nó, nhưng mỗi lúc con thấy nó thì con lại... Lại cái gì? Em không hiểu sao chú An nó hiền như cục bột vậy đó. Vậy mà lúc nào anh thấy nó cũng tỏ ra căm ghét, y hệt như gặp mặt kẻ thù. Bây giờ lại cấm nó nói chuyện với ba, dẫu sao nó cũng là em ruột của mình. Anh à, nếu như nó có sai trái điều gì thì anh có quyền chỉ dạy, nhưng với lòng khoan dung thúc giục thâm tình. Em không hiểu đâu, anh có những nỗi niềm chôn chặt mãi trong lòng không thể nói với ai. Việc nhà của anh thì em không dám can thiệp, nhưng em chỉ thương đứa em khờ dại của mình. Đi học xong về chui rút ở trong phòng, nét mặt bơ vờ không dám nhìn thẳng vào ai. Thôi đi, đừng có nói nữa, để cho ba yên một chút. Ba, ba vào ăn sáng với chú ba đi ba. Ông xã à, em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, những người già thường hay mặc cảm. Ba lìa xa quê, xa xứ, lên ở với mình thì từ cử chỉ, lời nói anh đều phải dè dặt đắn đo. Sao ngày nào cũng có chuyện để cho ba buồn vậy anh? Anh có xúc phạm gì ba đâu, anh chỉ rầy thằng An. Lại chuyện thằng An, chú Út đâu có làm gì mà anh rầy nó. Mới sáng sớm nó dắt ba ra chỉ coi chim mẹ mớm mồi cho chim con. Em thấy có bực không? Không lẽ ba leo lên đó bắt chim cho nó? Chú Út vì mồ côi lúc còn quá nhỏ nên chú khát khao tình mẹ, dỗ dành nâng niu. Thấy chim có mẹ ăn đau lòng thân phận của côi, có gì đâu mà anh lại la rầy, làm cho ba phải suy nghĩ lo buồn. Anh với thằng An đều không có mẹ, chớ đâu phải riêng dành cho một nó đâu. Anh thấy ba bên khinh bên trọng, tất cả thâm tình ba dành trọn cho nó mà thôi. Đừng có như vậy anh à. Anh là anh cả, nó là em Út. Giàu Út ăn, khó Út chịu. Ba cưng nó là đúng rồi.
Nói chuyện với em một hồi anh càng bực thêm. Thôi anh đi làm, trễ rồi. Vợ thằng Bình. Dạ. Con để đó đi. Ba, ba ăn mau quá vậy. À, chắc tại vì món ăn con làm không vừa miệng ba hả ba? Con ngồi xuống đây, ba nói chuyện với con một chút. Dạ. Trước hết là ba cảm ơn con. Ba. Ba nói thiệt đó, một năm nay con về làm dâu nhà này nhờ có con. Nếu không thì có lẽ ba phải trở về quê thôi. Ba, con cái có cái gì thì ba cứ la cứ chửi, hơi đâu ba bực mình cho mệt. Con cái lớn cả rồi, rầy rủi nó không nhịn càng thêm tủi. Dạ lại cái số của ba là vậy đó. Nhỏ thì sợ cha sợ chú, lớn lên sợ vợ. Bây giờ già sợ đến con cái. Trời ơi ba, ba đừng có nói vậy, tụi con mang tội chết á. Tụi con... Để ba nói đã. Thằng Bình nó có phước hơn ba nhiều. Con là con nhà giàu sang đài cát, về làm dấu một gia đình tất cả đều thua kém bên con. Vậy mà lúc nào con cũng hiền hòa hiếu thuận với ba, lại còn tận tình chăm sóc đứa em chồng mình đang côi cút bơ vơ. Ba ơi, đó chỉ là bổn phận, đã thương nhau thì phải chung chịu. Trong khổ nghèo lẫn đận, xin ba chớ phân biệt. Ngày xưa ba cũng có người vợ giàu sang, nhưng ba ôm hận đến ngày tàn chưa quên. Giờ đây mẹ con đã ở tận trên trời, có lẽ ba nghĩ suy mà tội nghiệp cho chồng. Ba, con đâu ngờ ba lại có nỗi khổ riêng. Diễm. Dạ. Con là con dâu, nhưng ba xem con như là con gái. Để ba kể cho con nghe. Thưa mợ hai, có cô Hà đến. Thôi, cô tiếp bạn đi, để hôm nào ba sẽ kể cho con nghe. Dạ. Hà ơi, Hà, vô đây nè, Diễm trong đây nè. Diễm đang làm gì vậy? Đang làm việc lặt vặt. Nè, sao tuần rồi Hà không đến? Chú An nhắc Hà mãi à. Tuần rồi ba với Hà đi bệnh viện thăm mẹ. Ờ, bác gái có đỡ không? Khi bớt khi không. Mẹ đòi về nhà, ba định ít hôm sẽ đem mẹ về. Ủa, rồi An đâu rồi? Hôm nay nghỉ học, đang ở trong phòng vẽ cái gì đó không biết nữa. Không ấy thì Hà vô thăm chú đi, để Diễm đi dặn chị bếp lo nấu mấy món á, để cho ba chồng và tụi mình cùng vui một bữa ha. Chú Út ơi, có chị Hà đến kìa. Ủa, chị Hà. Chào An. Nè, hai chị em nói chuyện đi, để chị đi lo cơm nước. Chị hai, lát nữa anh hai về á, chị hai nhớ kêu giùm em nha. Cứ thoải mái nói chuyện đi, Hà là bạn của chị mà, làm gì mà em sợ anh hai chứ. Nè, Hà biết không, ông chồng của Diễm á, ông cổ lỗ sĩ lắm, cho nên chú Út ông ngán ngọng lắm. Thôi, ngồi đó chơi nha, có uống gì thì nói chú Út lo nha, nha, nhớ nha. Coi bộ ăn mến chị dâu hơn anh ruột của mình ha. Chị hai dễ thương lắm. À, chị Hà uống nước ngọt nha. Uống nước đi chị. An nè, sao bức tranh nào An cũng vẽ một con chim lẻ bạn đang xòe cánh ngoài khơi vậy? An vẽ con hải âu đang bay tìm mẹ đó. Bác gái mất đã lâu mà An còn thương nhớ đến như vậy sao? Không, chị Hà, An có một nỗi niềm ưu uất không thể nói với ai. Chị Hà, chị có muốn nghe em nói không? Ừ, An nói đi.
em dễ con Hải Âu đang lẻ loi tìm mẹ. Đó cũng là em dễ lên tâm sự của riêng em. Chị Hà ơi, không phải em nhớ thương mẹ đang thờ ở kia đâu. Không lẽ ăn còn người mẹ nào khác? Chị Hà đừng có nói lớn, ai mà nghe được thì khổ cho em. Không hiểu sao từ nhỏ An đã có linh cảm là An cùng một người mẹ đang ở chốn xa xôi. Mà em chẳng rõ là nơi nào, hình tượng như trong ảo giác mơ hồ. Hà biết không, lúc nhỏ khi mẹ với ba ngồi ăn quà bánh với anh hai, An đến bên mẹ xòe tay xin, mẹ quay mặt dòm nơi khác. An tủi thân chạy ra ngoài ngồi khóc. Ba đến ôm An đưa cái bánh rồi nói: tội nghiệp cho con tôi. Chị Hà, tuổi thơ em là như vậy đó. Hà thật không ngờ. Hay là trong gia đình An có sự gì khó nói, chứ cha mẹ nào mà lại chẳng thương con. Chị Hà nói cũng có lý, nhưng mà thôi, lâu lâu chị Hà đến thăm An, An không có muốn để cho chị Hà buồn. À, chị đến thăm chị hai hay là thăm An vậy? Hà thăm hết tất cả. Hơn một tuần nay chị không đến, An buồn quá. Hà cũng nhớ Diễm và An lắm, nhưng hoàn cảnh của Hà rối lắm An à. Ba Hà vừa qua cơn bệnh thì má Hà lại trở nặng, la hét cả ngày. Dầu bệnh viện có y tá, nhưng mà Hà đâu có thể bỏ mẹ một mình. Công sở thì cũng chỉ có mình Hà. Ông chủ của Hà lại còn nhờ dạy kèm cho con ổng mỗi buổi tối nữa, mới khổ chứ. Trời ơi, chị gầy yếu sơ sát như vậy làm sao chị cán đáng hết bao nhiêu công việc? Sao chị không từ chối bớt? Không được, Hà khói từ chối bất cứ việc gì của ông chủ. Vì bệnh của má Hà, nếu không có ông chủ thì mồ đã xanh cỏ từ lâu rồi An à. Có một nhà văn đã viết lên câu: hạnh phúc thì ai cũng như nhau, nhưng bất hạnh của mỗi người mỗi khác. An thì cảm thấy buồn vì số mình đơn độc, còn chị thì nghĩa mẹ tình cha quằn nặng mạnh dai. Tuổi thanh xuân mà nên ưu tư sầu héo dạng dài. An tức vì mình bất tài vô lực, không thể cùng chị chia sớt nỗi gian lao. Còn sở mái này trời biển cách ngăn nhau,
chị sẽ theo chồng về phương trời nào đó. An sẽ suốt đời như bóng chim cô lẻ, vượt sông ngàn khơi tìm kiếm những thâm tình. Cậu An, hôm nay cậu nói những lời thì không dám hiểu. Cậu An à, cậu còn quá trẻ, còn tôi không đáng đâu. Chị Hà, chị đừng có đối xử với An như vậy mà, chị Hà. Chị Hà, nghe An nói nè, từ nhỏ An đã cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo. Dù An cũng có một mái ấm gia đình, có mẹ có cha, nhưng từ lúc anh hai cưới vợ, An có một chị dâu hiền. Và cũng từ ngày ấy, An được biết chị Hà. Ánh mắt nụ cười của chị đã làm cho lòng An ấm lại. Từ trái tim An đã phát xuất ra một tình cảm lạ lùng. Biết là trọn cuộc đời An đã có một sở tới tình ràng buộc, đó là tình gì An chưa rõ. Tình con thương mẹ, em thương chị, hay là tình bạn bè tri kỷ, mà nó cứ âm thầm như ngọn sóng triều càng lúc lại càng tăng. Mà thôi Hà về đây muộn rồi. Hà nè, sao lại về? Ăn bánh uống nước đi đã. Ở nhà Hà còn nhiều việc lắm, để mai mốt Hà đến chơi lâu lâu chút. Hà về nha. Nè. Ủa, bộ Hà với chú An cãi nhau hả? Dạ đâu có, nhưng mà thôi em đến thư viện đây. Ủa kỳ vậy, hai cái người này hôm nay làm cái gì vậy không biết nữa à. Chào ông anh. À, chào cô ba. Cô đi dạo à? Vâng. Ngày nghỉ tôi thường ra ngắm cảnh thuyền bè qua lại trên sông, để hít thở không khí trong lành buổi sáng. Cô nói đúng, không khí ở đây thật là thoáng mát. Nên mỗi ngày ông anh thường tới ra đây để ngồi câu buổi sáng. Ủa, tại sao cô lại biết? Từ lúc ông anh mới dọn về đây, tôi theo dõi mỗi ngày. Thấy ông anh chẳng mấy lúc ở nhà, mà thường trực là tại bến nước này đây. Đó là thói quen không có chi là lạ. Thuở nhỏ tôi thường theo cha mẹ ở biển khơi. Ủa, sao tôi nghe nói ông anh là một chủ điền, vì tai biến gia đình nên mới về đây? Không giấu chi cô, vợ tôi xưa mới là bậc phú hào, còn tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ trắng tay. Xin lỗi, tôi không cố ý gợi lại nỗi buồn cho ông anh. Nhưng theo tôi nghĩ, tiền bạc, địa vị là phù du, chỉ có nhân cách con người mới là đáng quý. Anh Lợi, xin lỗi cho tôi được gọi như vậy để dễ nói chuyện. Dạ, cô ba cứ tự nhiên. Anh Lợi à, từ lúc gia đình anh dọn về đây, tôi biết anh mặc cảm nên thường né tránh tôi, có đúng không? Cô ba đừng có nghĩ như vậy. Con Diễm tuy là cháu tôi, nhưng tôi xem nó như con ruột. Tôi là chẳng có chồng con, thì sự sản này mai kia cũng là của nó thôi. Bây giờ gả nó làm vợ thằng Bình, rể cũng như con. Anh với tôi là chỗ thông gia, giúp đỡ với nhau đó là bổn phận mà. Cô ba, cô nói vậy, nhưng riêng tôi là một nam nhi mà không gánh vác nổi gia đình, phải nhờ vả vào một phụ nữ, tôi phải ái ngại thôi. Xin anh bỏ qua cái ý nghĩ đó đi. Anh Lợi à,
Lần đầu tiên mới nhìn anh, tôi đã nảy sinh lòng cảm ơn. Dẫu rằng đôi ta vừa mới quen nhau, kẻ bên trời người nơi góc biển. Cảm ơn cô đã có lòng, không phân biệt sang hèn. Nhưng tôi đâu dám trèo đèo, ân thăm người cao như núi, đã giúp cha con tôi có mái ấm gia đình. Trong những ngày luân lạc ở tha phương, tôi luôn luôn tôn kính, mong được lúc báo. Con tìm mãi à? Hai con tìm cô có chuyện gì vậy? Dạ, ông Tuấn quản đốc nghỉ việc đột xuất, bảo có chuyện nhà. Ông còn nói là sẽ nghỉ dài hạn, nên con về đây báo cho cô hay. Sao kỳ vậy? Thôi được rồi, để cô đến đó. Xin lỗi anh. Nè, anh chuẩn bị đi, tôi sẽ mời anh Thế Chân quản đốc đó. Cô ba nó nghe dễ dàng quá. Ba mà làm quản đốc cái gì? Ba, sao ba tự hạ mình như vậy? Dầu gì thì ba cũng đã có cấp bằng thành chung hồi đó. Và một thời ba là rể của ông cai tổng giàu có nhất tỉnh Vĩnh Long. Ôi hay ho gì cái thứ thực lộc chi thế. À, mà thôi, mình về nhà đi. Khoan đã ba. Ba, ba ngồi xuống đi. Con xin hỏi ba một chút chuyện. Việc ba hứa với con đó chưa có tiện đâu. Không phải đâu ba, chuyện này á, con với anh Bình muốn biết ý kiến ba. Ba ba thấy cô con thế nào ba? Cô ba đẹp mà tánh tình lại cởi mở, rất dễ mến. Vậy ba có muốn cưới cô ba về làm mẹ kế con không? Bình à, con bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ba không dám trèo đèo. Hơn nữa, ba không bao giờ tốt quyền đâu, giàu bất cứ với ai. Một kẻ trăng tay tuổi hơn nửa đời người, còn chi đâu để mơ giới ước. Hãy để cho ba yên ổn tâm thân. Có phải ba muốn chờ đợi phải không? Chờ cái gì? Mày chớ có nói điền. Có phải mày thấy ba vướng bận đời con? Nói ra đi tao lập tức đi liền. Ba ơi, ba đã hiểu lầm ý của tụi con. Anh thiệt à? Ba, chỉ vì hai con thấy cô sống cô độc gần 40 tuổi mà chưa chọn được ý trung nhân, vả lại cô lại tỏ ý mến ba, nên con muốn hai người kết hợp
cho các con có cha, có mẹ. Còn anh nữa, mỗi lần nói chuyện là làm cho ba giận à. Em không hiểu sao, kỳ quá. Anh cũng không biết tại sao. Có lẽ tại anh với ba khắc khẩu. Ba à, có phải ba với anh khắc khẩu thiệt không băng? Thằng điên, gì mà khắc. Hồi nhỏ một tay ba bồng ẵm nó chứ ai. Đến 10 tuổi bỏ vào nội trú học. Mỗi tháng cũng do ba đi rước, dắt nó đi chơi. Nó hằn học cây gỗ là tại nó nhớ tới mẹ nó. Nghĩ cũng ngộ. Hai anh em, một người nhớ mẹ thì buồn, một người nhớ mẹ thì gây. Ba ơi, có ai kiếm ba kìa. Ai vậy? Con cũng không biết ai nữa. Đang ở nhà chờ ba. Thôi đi vô coi ai. Đi con. Dạ. Trời ơi, bác Tư. Bác Tư. Bình, con không nhớ ông Tư sao? Ông Tư ở nhà mình hồi dưới quê đó con. Dạ lâu quá con quên. Mời ông ngồi nói chuyện với ba cháu. Cháu bận chút việc. Câu hai khác xưa nhiều quá. Bác Tư uống nước đi. Mười mấy năm nay bác ở đâu? Bác có tin... Sau trận xeo rô nó gào thét điên loạn, tôi phải chở vào bệnh viện huyện chữa trị. Vừa thuyên giảm tôi đưa nó về tuốt nằm căn ở với người cháu họ. Sau năm sau nghe tin bà chủ mất, tôi có về nhà lớn tìm ông thì không còn ai cả. Tiêu tan hết rồi. Bác Tư có biết không, bà nói là tha cho tôi. Nhưng từ đó về sau bà tỏ thái độ ra rất rõ. Trước chị rủ chị em Tư sắc câu tôm, bây giờ bà cờ bạc lớn. Hết đại thế giới đến trường đua, tiền bạc ra như nước. Thua hết tiền thì bà lại ban đất, coi như không có mặt của tôi. Như gái đôi mươi buông thả cuộc đời, cho đến ngày bà lâm bệnh mới thôi. Thì loạn lạc lại dấy lên, nhà cửa ruộng nương đều hết sạch. May là thằng Bình đã đổ đạt làm nên. Có chuyện may gặp con vợ rất hiền. Cả nhà mới dọn về đây. Mới bao nhiêu năm mà thế cuộc đổi dời, thật là vô bể tan thương. Bà chủ chỉ vì quá yêu chồng nên hận mà ra nông nổi. Mà thôi bỏ qua đi, gặp ông như vậy là tôi mừng quá rồi. Đâu còn gì mà ông chủ bà chủ. Bà Tư cứ gọi tôi như em cháu được rồi. À còn thằng bé, tôi muốn thăm nó. Nó 20 tuổi rồi, sắp thi ra trường. Bác Tư biết không, làm như nó có linh cảm về mẹ nó. Còn trẻ mà lúc nào cũng lộ vẻ trầm tư u uất. Bà mất đã lâu mà mỗi lần anh chị nó bảo tôi cưới vợ thì mắt nó có nhìn tôi như gian lơn cầu khẩn. Tôi lại không nỡ nên... Nhưng mà cậu có để ý chỗ nào chưa? Vợ chồng thằng Bình muốn tôi cưới cô của vợ nó, chủ dãy nhà này. Cổ là chủ đồn điền khoảng 40 tuổi, chưa có chồng. Nhưng bác Tư à, bác cho tôi biết về mẹ của thằng An. Bây giờ cổ ra sao rồi? Nó đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thấp thỏm lo âu. Dằn vặt trong lòng dài rất thương đau. Cho người bạc phận hiện giờ không biết ra sao. Nếu đã nhớ thương nhau
Gió sông mùa khuya năm chờ tháng đầu. Cúc tàn sen rụng mà ra đi dân bằng bạc tinh hồng. Vì cơn gia biến đành lưu lạc tha phương, thân chẳng một ngày yên, phải vùi thương đau trong giấc mộng canh tàn. Ngày tháng quạnh nhiêu xa vào một bóng, thấy con sầu muộn mà nghe như dao cắt trong lòng. Giờ đây mọi việc ta nên dẹp lại cho gia đình được yên vui. Thật ra nó đi lấy chồng là gì không nơi nương tựa, chứ lòng nó đâu có muốn. Còn cậu thì thôi cũng nên quên nó đi, con cái lớn rồi, chúng nó cũng sắp thành gia thất, cậu cũng phải có vợ để có người bầu bạn đỡ đần chăm sóc chứ. Dạ. Ba ơi, ba, ba ơi ba. Về tới nhà là ba ơi ba à. Dạ, dạ chào ông. Ba ơi, con thi đậu rồi. Tốt quá, ba mừng lắm. Nè, để ba giới thiệu nha. Đây là ông Tư ngày xưa ở nhà mình. Hồi nhỏ ông Tư ẵm con thường lắm. Thằng An đó bác Tư, nó đậu tốt nghiệp rồi. Nó đây hả? Ông mừng cho cháu, giống quá. Ông à, ông nói con giống ai? Ông nói con giống, giống ông nội con quá. Vậy mà con tưởng à, thôi ông Tư ở nói chuyện với ba con nha, con xin phép. Bác nói hơn một câu là nó suy nghĩ rồi đó. Thấy nó tôi cầm lòng không được. Thôi thắp cậu chúc tôi về. Bây giờ tôi phải về để hết xe. Ủa, bác Tư ở đâu mà sợ hết xe? Tôi con cháu ở Phú Lâm, má nó bị bệnh tâm thần nằm nhà thương, nhờ tôi coi chừng dùng. Thôi tôi đi nghe cậu. Dạ. Bác Tư à, bác lấy chút định đi xe. Thôi khỏi, tôi có rồi. À, hồi đó giờ bác có gặp con vú ác độc đó không? Nó cũng lên Sài Gòn rồi. Bây giờ nó còn điêu đứng hơn cậu với tôi nữa. Chồng cờ bạc, con là đứa móc túi, đứa xì ke. Hôm trước tôi gặp nó khóc, nó nói bác Tư ơi, con bị quả báo nặng quá. Kể ra trời cũng có mắt. Nghe tin Liễu bình an là tôi mừng rồi. Bác có gặp lại, nói tôi gửi lời thăm vợ chồng cổ. À, thôi tôi đi nghe cậu hai. Nếu tôi còn sống à, lâu lâu tôi lên thăm cậu với mấy cháu. Dạ. Ba, ông Tư tìm đến nhà mình để báo tin phải không ba? Bình à, ba không hiểu sao đã 20 năm rồi mà con vẫn còn khe khắt với người ta quá vậy. Họ làm khổ mẹ con không hận sao được. Ba có nhớ ngày mẹ con hấp hối, mẹ con đã nói gì không ba? Con đừng nhắc, ba lại càng tủi thân. Lúc ba làm mệt, ba đuổi ba ra ngoài, chỉ bảo con ở lại với bà thôi. Ba có biết bà nói gì mà nhớ chứ. Ba đừng trách mẹ.
Hãy nghe con thuật lại những lời trăn trối của mẹ lúc sắp ra đi, rồi ba sẽ biết thêm tấm lòng của mẹ. Hôm đó Bình ơi. Dạ. Có phải con trách mẹ đối với ba con quá cay nghiệt phải không con? Mẹ à, con... Bình ơi, con hãy nghe mẹ nói, đây là lời nói sau cùng. Rồi âm dương cách biệt muôn đời, con hãy ghi lòng những lời trăn trối hôm nay. Mẹ ơi, tim con nghẹn thở nhói đau, xin mẹ đừng nói chuyện từ ly. Con hãy nghe tường tận đuôi đầu, mẹ không còn nắng ná nữa đâu. Mẹ ơi, Bình ơi, mẹ, mẹ, Bình ơi, ông ngoại con là nhà giàu sang quyền quý, mẹ sanh ra trong cửa rộng lầu cao, được mẹ cha chiều chuông, nên đối với những kẻ dưới tay mẹ đều rẻ rung xem thương. Đối với ba con mẹ cũng thiếu sự kính nhường, nhưng trong nghĩa vợ chồng mẹ chưa hề lỗi đạo, và tình hiểu đã đến dần khi chúng chả nhiều năm. Con càng lớn khôn hạnh phúc mẹ càng nắm chặt trong tay, mẹ có ngờ đâu mẹ bị ba con lừa dối. Hụt hẫng chơi chơi mẹ như người ở tầng cao, bị rơi vào thâm muôn trùng. Bình ơi, tức quốc đau thương, mẹ muốn hét la lên những kêu với ai à, đây khi thấy mình làm lòng chẳng ai muốn đến à, gần thương xót kẻ mất chồng. Mẹ, mẹ tức tôi căm gan muốn giết hết cả hai, nhưng bởi mẹ thương con tại còn lo danh gia cho gia đình, phải đem giặt vào nhà để dưỡng để nuôi, nếu chẳng vì chồng mẹ đâu có khổ. Mẹ ơi, mọi việc cũng đã qua, mẹ đừng đau xót nữa, hãy tha thứ cho ba và gương sống vì con cho đoạn tháng qua ngày. Có hận có đau thì mọi việc đã an bài, cũng có lỗi, sợ sanh đẻ nên đã bỏ ba con vui chăn hờ hững. Nhưng sao không lấy ai mà lại lấy con nhỏ ở, đem danh gia gia đình vùi xuống chôn cùng nhớ. Bình ơi, mẹ mệt lắm, con hãy nghe kỹ lời trối trăng. Mẹ tha thứ cho ổng, nhưng vĩnh viễn mẹ không tha cho con Liễu, một con đầy tớ bất trung hèn hạ dâm loạn.
rồi, ba con cưới ai thì cưới, nhưng mà mẹ cấm, cấm không cho con hồ ly ấy vào nhà. Bình, con đừng cãi mẹ. Mẹ! Trời ơi! Ba nghe rồi đó, mẹ con chết khổ, chết đau vì bà ấy, chết mà còn ôm hận suốt quan mồ, thì bảo làm sao con bỏ qua cho được. Vậy mà mười mấy năm qua ba vẫn còn nuối tiếc. Nuối tiếc nỗi gì? Ông Tư báo tin liễu đã có chồng. Mày nghe rõ hay chưa? Người ta có chồng nhưng con cũng chưa yên tâm vì ba chưa có vợ. Ba ơi, ba hãy thương mẹ con ngậm hờn nơi chín suối. Chuyện tình xưa ba nên dứt khoát, hãy vì vợ chồng con vì thằng An mà sớm lo việc tung quyền. Ba là một ngôi sao chổi, ba đã làm khổ mẹ con, làm khổ Liễu. Bây giờ con lại muốn ba làm khổ thêm một người nữa sao? Người xưa đã có chồng, ba có vợ là phải rồi. Con bảo đảm với ba không còn khổ nữa đâu. Ba, ba chịu ý tụi con đi. Con hứa với ba, từ nay con không ghét bỏ thằng An nữa. Ba, ba còn suy nghĩ gì nữa? Nói vậy thì vợ chồng mày muốn gả tao cho ai thì gả đi. Ba, ủa, cô không đến hãng hả? Ở nhà một bữa đi xem lại sổ sách. Thằng Bình về chưa? Dạ, anh mới về, đang nói chuyện với ba chồng con. Không biết nó có nhớ khuyên anh Lợi vào làm giúp cô không? Ông Tuấn nghỉ dài hạn, công việc quá nhiều, cô mệt quá. Ba chồng con không có hợp với anh Bình đâu. Để con khuyên ổng rồi ổng sẽ nghe thôi à. Cô à, hồi nãy á, con nghe ba nói chuyện với anh Bình á, mà con tức cười quá à. Nên con đến đây nói cho cô nghe nè. Anh nói cái gì vậy? Không biết anh Bình nói cái gì á, mà con nghe ba nói lớn, nói như vậy nè: vợ chồng mày muốn gả tao cho ai thì gả đi. Cô nghe có tức cười không cô? Con khờ quá Diễm à. Dạ. Con không hiểu ý ba con đó thôi. Có lẽ tại tụi con cứ ép buộc ba con cưới ai đó, ổng bực nên ổng nói lẫy đó. Vợ chồng con có nói ai đâu, mà chỉ muốn muốn tác hợp cô với ba con chứ gì. Diễm à, cô nghĩ việc hôn nhân không thể nào ép buộc, phải có sự rung động của con tim mà diễn biến tự nhiên. Người ta có thật sự yêu mình, chớ đừng ép buộc con ơi. Theo dõi ba con biết là ông đã dao động. Ông không thể nói ra là vì mặc cảm với cô thôi. Có gì mà mặc cảm hả con? Tiền bạc, địa vị chỉ là phù vân mất còn trong nháy mắt. Cô quy chẳng là nhân phẩm của con người. Anh Lợi là một người đàn ông có phong cách khác.
vì cô vì ba mà lo kết sẽ. Con không có ai đâu. Cô nhìn người không lầm đâu. Cô biết, cô biết anh Lợi đang chôn giấu một nỗi niềm sâu kín. Thôi, đừng có bàn nữa. Cô vào đây. Khoan đã, cô Dung. Cô nói rất đúng. Thật sự lâu nay tôi có chôn giấu một nỗi niềm sâu kín, mơ mộng diễn dông thả mồi bát bóng đáy nước mò trăng cho miệng thế chê cười. Thời gian thấm thoát qua mau đã hết nửa đời. Đến nay tôi mới vừa tỉnh mộng khi nghe những lời khen tặng từ một phụ nữ như cô. Lần đầu tiên tôi mới thấy tôi thật sự là một đàn ông. Cô đầy đủ khối óc và đôi tay cần lão mạnh khỏe. Tại sao tôi không cố vươn lên để tạ lòng tri ân tri kỷ đã trao tặng cho tôi tất cả chân tình. Ba, có nghĩa là... Có nghĩa là ba sẽ hợp tác với cô con, lo cho đồn điền thêm thịnh vượng. Và ba cũng... Và ba cũng bằng lòng cùng cô con chung mái gia đình như nguyện ước của hai con. Phải vậy không ba? Thì ba đã nói rồi, tụi bay muốn gả ba đi đâu thì gả mà. Ba thiệt á. Để con đi báo cho anh Bình biết hả ba. Thưa ba con đi. Thưa cô con đi. Con Diễm nó xinh đẹp và dễ thương giống y như cô vậy. Cảm ơn anh. À, ngày mai anh đến hãng làm phải không? Vâng, tôi đến. Nhưng tôi giao hẹn với Dung, tôi chỉ làm đến khi nào ông Tuấn trở về thôi. Sao kỳ vậy? Tôi muốn yêu cầu Dung cho tôi canh tác ở mẫu đất gần quốc lộ. Ngồi văn phòng phải nhàn hạ hơn không? Vả lại anh đâu có rành việc trồng trọt. Ngày xưa vì mồ côi cha mẹ, chú tôi đem về nuôi cho ăn học. Tôi học ngành lâm sản, sắp ra trường thì chú tôi bảo nghỉ học về làm rể ông cai tổng ở Vĩnh Long. Nhà bên vợ thì ruộng đất nhiều, nhưng tôi đâu có rành làm ruộng. À thôi, đừng có nhắc nữa. Sao, cô có chấp thuận việc đề nghị của tôi không? Ý anh muốn gì em đều chiều tất cả. Nhưng anh Lợi à, em muốn hỏi anh, anh thật lòng mến em nên đồng ý cuộc hôn nhân, hay là vì chiều ý con nên... Dung, đừng nói vậy. Tôi đã một lần vấp ngã vì không tự chủ được đời mình, tôi đâu thể tái diễn thêm một lần thứ hai nữa. Dung ơi, tôi thật sự... Đừng nói nữa, em hiểu rồi. Bây giờ chúng ta ra hãng xem công nhân làm việc đi.